tử vi về ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch Bính Dần. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy phong thủy tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi 12 con giáp trong ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hanh thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình. Và nhân dịp năm mới, Phong Thủy Lộc Tài kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hoan hỉ nhấn theo dõi kênh, sau đó ấn tín hiệu chuông dưới màn hình để luôn cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Tổng quan về ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 19 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Bính Dần, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Lô Trung Hỏa, ngày Bính Dần thuộc hành Hỏa, khắc hành Kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa. Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuyệt dậu. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Giáp Thân, tuổi Nhâm Thân, tuổi Nhâm Tuất và tuổi Nhâm Thìn. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động thổ, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra còn có các công việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. 2. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp Bính dương hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày còn có phúc tinh và mã tinh giáng chiếu, cho nên tuổi Tý có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan đến giấy tờ. Bên cạnh đó, để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận, thân Tý Thìn của Phong Thủy Lộc Tài. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Bính dương hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Sửu. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc. Sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày có các thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát đài chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý còn có hung thần kiếp sát chiếu mệnh sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ tuổi Sửu. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắc lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông tốt lành.
đồng thời cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa tình duyên, hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp bính dương hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Dần cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày có cát tinh phúc tinh chiếu xuống bản mệnh, đem lại những may mắn trong công việc. Phúc tinh giáng chiếu tương đồng với việc trong ngày bản mệnh có thể xem xét tiến hành những công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan đến giấy tờ. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo tâm kinh, để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp. Từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp bính dương hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn trong ngày có thái cực chiếu đến bản mệnh, đây là ngôi sao chủ về thông minh ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời khi mang theo vòng tay tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp bính dương hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có mã tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sau mã mà bị hợp thì cũng có như không, còn nếu bị xung sẽ phải bôn ba. Hơn nữa trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn tuất sửu mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế, đặt trong ví luôn mang bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp bính dương hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Trong ngày còn có cát tinh thiên lộc chiếu đến, là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý có hung thần kiếp sát chiếu mệnh sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ tuổi Sửu. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận Tỵ Dậu Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp bính dương hỏa là Tỵ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh mình để tìm sự trợ giúp hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý vì hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật, chiếu mệnh. Cho nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ, đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận Dần Ngọ Tuất để lộ trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông, thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp bính dương hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mùi. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc. Sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. May mắn còn có kim dư chiếu mệnh, đây là cát tinh phú quý. Trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc.
quý nhân đến với những người tuổi Mùi. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm bắt cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp bính dương hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày có văn xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Bên cạnh đó, mã tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sau mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung sẽ phải bôn ba. Vậy nên trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận, Thân Tí Thìn của phong thủy lộc tài để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn và bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp bính dương hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Cho nên trong ngày này bản mệnh cần chú ý tới lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày này tuổi Dậu có thiên ất quý nhân và thái cực đóng mệnh. Đây đều là những ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý còn có hung thần kiếp sát chiếu mệnh sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ tuổi Sửu. Đồng thời gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giáp khai vận, tị Dậu Sửu để có công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất dương thổ gặp bính dương hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp phải những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp bính dương hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày có thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, Phong Thủy Lộc Tài đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 7 tháng 2 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận nhé. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.